mọi người, hôm nay thì mình có khá là nhiều hoạt động ở trường nên là mình sẽ quay video một ngày đi học của mình nha. À, mọi người nhớ follow Insta của mình nữa, còn đây là page Facebook. Sáng nay thì mình bắt đầu ca học khá là sớm, 6:50 là vô tiết rồi. Và hôm nay cũng là ngày mà nhóm mình phải làm bài thuyết trình nữa nên là mình sẽ mặc đồ lịch sự một tí. Cái này thì không có ai ép đâu nhưng mà mình thích như vậy á. Tại vì kiểu khi mà thuyết trình mà mặc đồ lịch sự thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. À và trong video này thì một ngày đi học nhưng mà mình sẽ mặc tới 3 bộ đồ lận nha. Tại vì mình thích thay đổi cho video nó đa dạng màu sắc. Outfit mà mình chọn để thuyết trình là một cái áo ba lỗ có cổ. Còn bên ngoài thì mình sẽ khoác thêm một cái blazer nữa. Quần thì chỉ là quần đen bình thường thôi. Tất cả những outfit mà mình mặc trong video này thì đều là của shop Lovito hết nha. Cuối video này thì mình sẽ tặng thêm cho mọi người mã giảm giá nữa nên là mọi người nhớ chờ xem đến cuối nha. Thì những cái video reference này thì mình sẽ chiếu trên LCD và LED screen của trung tâm thương mại. MC sẽ voice off. Thì mình có một cái MC script, một cái kịch bản cho MC. Thì kịch bản này mình sẽ đưa cho MC vào trước khi sự kiện diễn ra để MC có thể tập dượt qua. Look alike là gì? Ở trong Facebook nó sẽ xuất ra là một cái tập khách hàng. Sau khi thuyết trình xong thì cô giảng bài tiếp. Đây là môn thực hành chuyên môn nha. Mình thấy làm bài tập thì hơi mệt nhưng mà kiến thức của môn này khá là hay. Chính là age, gender. Trời, lỡ chỉ ngón tay vô. Giờ là tan học rồi nè, mình đang dặm thêm kem chống nắng. Tại vì trời dạo này sắp vô hè rồi hay sao á, nắng dễ sợ luôn. Lớp sắp ra hết trơn rồi mình còn ngồi đây nữa. Thấy cũng ngại á nhưng mà thôi kệ đi. Đây là kem chống nắng mà mình hay dùng nè. Mình săn được giá khá là hợp lý, xài được hơn mấy tháng luôn á. Mình có để link bên dưới mô tả rồi, có gì mọi người vào xem nha. Xong rồi và đây là phần chính của video này. Mình sẽ đi ăn sáng. Cùng mình khám phá xem canteen trường mình có gì nha. Từ lúc vô trường tới giờ thì đây là lần đầu tiên mà mình lên canteen ăn luôn. Canteen này nằm ở tòa D lầu 10 nha. Phải xếp hàng lên thang máy như vậy nè. Ui, canteen cực kỳ sạch sẽ luôn. Menu sáng cũng có khá là nhiều món á. Mình đi sớm hơn thì sẽ có bún chả giò các kiểu, nhưng mà do mình lên trễ quá nên là chỉ còn bún mọc với lại phở trộn thôi. Ui, hôm nay lên canteen thì sẽ được tặng free một chai trà chanh nữa nè. Bên đó là bún mọc á, còn mình thì order món khác. Phải công nhận là canteen xịn thiệt nha. Nhưng mà đúng giờ trưa thì nó sẽ cực kỳ đông luôn á. Hên là mình đi 9 giờ sáng nên là nó vẫn còn vắng lắm. Đây là phần ăn của bạn mình nè. Ốp la này kèm bánh mì là 20.000, còn của mình kêu là phở trộn, nhưng mà mình thấy sợi là hủ tiếu thì đúng hơn. Một phần 35.000 và phần nào ăn cũng được tặng thêm nước hết nha. Bây giờ mình sẽ qua tính tiền để lấy nước nè. Ôi, kiểu mới đầu mình thấy cái khay nó rất là ít nha, nhưng mà đi một vòng là hồi nào thấy nó đầy luôn á. Nhưng mình đang lấy thêm tương nè, còn có tương đen nữa. Mình sẽ tự lấy khăn giấy, đũa, muỗng và tăm các kiểu. Trời ơi, nhìn xịn chưa nè, phần của mình siêu nhiều luôn á. Mình ăn no thiệt sự, hơn là nhờ bạn mình ăn giùm mới hết chứ mình cũng không có dám bỏ đồ ăn luôn. Mình thấy giá rất là ok so với chất lượng luôn á, tại vì không gian ở đây nhìn cũng sạch sẽ. Chỉ có điều là tuốt ở trên tầng 10 mà không có máy lạnh nên là nó bị hầm á, khá là nóng. Ngoài mấy bữa sáng này ra thì mình thấy còn có cơm phần buổi trưa nữa nha. Có đầy đủ cơm, canh, trái cây luôn. Lúc nãy mình thấy là có mấy anh chị kia ăn hình như là có đùi gà này. Mình thấy là ăn ở canteen quá ok luôn á. Nhưng mà phải nói thiệt là nó chưa hợp khẩu vị của mình lắm. Hoặc là do món này nó nhạt quá. Không có nước tương nè. Trời, mà sao cái nhiều quá nhở. Mình ăn thấy cũng được rồi nhưng mà chắc là sẽ không ăn lại đâu. Lần sau mình lên đây mình sẽ thử món khác. Ờ, cái này là hủ tiếu mà. Nhiều nha. Mấy đứa bài đồ ăn nhiều quá, bỏ thứ ngon vậy đó. Quá nhiều mọi người ơi. 2.000 đó lấy cái nước. Đang ăn nó không vậy? Mình đã ok rồi. Tại vì nó lại có một cái ốc, đây ốc xin là ốc. Bây giờ bỏ cái này vô tôi nước xong vậy bây. Được. Hồi sáng là ra học bơi bắt để tâm mệt. À vậy tao nhớ ra ta bị nước bơi nhiều quá, rất mệt. Cái đèn hoàn chắc không muốn này đâu. Cảm ơn thầy bán nhiều nguyên. Ăn xong thì mình sẽ ra ban công hóng gió một tí chứ ở trong đó nó nóng thiệt sự luôn á. Phía dưới kia là sân banh đó mọi người, nhìn đẹp quá he. Ra ngoài này gió mát rồi nè. À đúng rồi, ăn xong thì mình sẽ tự dọn dẹp và cất đúng chỗ nha. Ăn kiểu này là mình nhớ hồi đợt quân sự cũng vậy á, ăn xong rồi đổ rác vô một chỗ xong rồi dọn dẹp từng khay. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngồi chơi một xíu cho nó tiêu bớt. Mình xài son Romaine màu 20 nha, mình siêu thích cây này luôn á. Giờ thì qua quầy nước mua sinh tố nè, mình order một ly sinh tố Saboche, giá là 20.000. Nhưng mà 20.000 mà ly đầy như thế này thì mình thấy cũng ok.
uống ngon nha, công nhận là uống ngon thiệt. Mà hình như là Saboche cà phê, tại vì mình nghe có nhẹ nhẹ mùi cà phê á, nhưng mà ngon. Mai mốt mình sẽ lên đây để mua tiếp. Ăn uống xong rồi thì mình sẽ lên thư viện để làm việc. Có bạn comment bảo là sao thấy mình hay son môi quá vậy, thì ý là kiểu mình quay video nhìn vậy thôi, chứ ở ngoài mình son còn nhiều hơn nữa. Tại vì mình đã không có make up rồi nên là mình để cái mặt nhợt nhạt ra ngoài mình cũng không được tự tin lắm á, nên là lâu lâu cứ phải dặm dặm lại. Rồi bây giờ thì làm việc thôi. Xong rồi bây giờ mình lại thay outfit để lên lớp học tiếp đây. Mình thấy là trên lớp thì lúc nào cũng mở máy lạnh rất là lạnh luôn, nên là mình mặc cái sweater này luôn. Kiểu nó giống vải nỉ á, nên là nó cũng không có dày dặn lắm đâu. Được cái form đẹp nhưng mà giá rất là rẻ nha. Mình thích mặc áo này đi học lắm. Chị đợi đi đâu rồi? Giờ thầy làm gì nè? Làm đủ hướng dậy lắm, giờ thì được bộ môn rồi, quản lý nghiên cứu có học rồi, nhân viên, một đầu việc đó thôi nha. Một lớp học của mình thì cũng không có đông lắm, nên là mình nói chuyện với thầy cô cũng khá là dễ. Nhưng mà thôi ngại lắm, mình không có nói nhiều như hồi cấp 3. Hồi cấp 3 thì mình rất là dễ thân với giáo viên luôn, nhưng mà lên đại học thì hên xui á, tại kiểu thầy cô cũng còn đông học sinh lắm rồi. Ok, tan học rồi nè. Nói chung thì cũng chỉ có học thôi, nên là mình không có quay được gì nhiều hết. Mới ăn sáng đây mà lại ăn trưa nữa rồi. Trời, không biết sao mà mình mua cái nón này nữa. Mình thấy nó cũng rẻ nên là mình mua hai màu, màu xanh rêu với lại màu be luôn. Cái mà mình mang á là màu xanh rêu nè, nhìn nó lạ lạ ha. Trưa thì mình chỉ ăn hamburger thôi nhưng mà cũng no lắm rồi á. Rồi xong chạy show luôn môn cuối nè. Dạo này mình bị thích cuốn lô á, tại mọi người biết sao, mình mới cắt máy mà cái máy bay này muốn nó đẹp thì phải cuốn cái lô lên để cho nó phồng nè. Mà phải công nhận là cuốn lên tháo ra nhìn nó đẹp thiệt á, kiểu nó tơi tơi nhìn xinh. Dạo này thì môn thống kê của mình nó đã lên một tầm cao mới, đó là mình không còn chép bài gì nữa luôn, tại vì mình không có hiểu một cái gì hết. Hay là môn này thi được dùng tài liệu á, chứ không mình cũng không biết làm sao luôn. Hu hu. À đây, mình có up clip này ở trên TikTok rồi nè, các bạn nào xem chưa? Tan học rồi, trời ơi mới đây mà nhanh ghê á. Mình vừa mới vào trường thôi mà bây giờ trường lại thêm một đợt tuyển sinh nữa rồi nè. Mình vừa thay đồ xong tại vì mình phải đi dự hội thảo ở trường. Hội thảo này nghe nói có mời một anh KOL ở trường mình. Đây là phòng chuyên mở hội thảo luôn nè. Mình vào đây chắc cũng 3-4 lần gì rồi á. Để cho mọi người xem kỹ chiếc sweater mà mình mới thay. Nó có hình hamburger. Áo này thì mình nhớ là cũng khá là rẻ. Vải này thì nó sẽ dày hơn vải lúc nãy một tí. Bạn nào mà học máy lạnh hoặc là trời khí lạnh thì hãy mua thử nha. Còn ở Sài Gòn thì nóng lắm, mặc cái này ra đường là muốn xỉu luôn á. Hên là mình ngồi trong hội trường thì ok, chứ ra ngoài trời ơi, nó nóng. Giờ trong lúc mà ngồi đợi thì mình cũng không biết làm gì ngoài son hết. Nếu mà mọi người xem vlog của mình từ đầu năm đến giờ thì sẽ thấy là mình rất là trung thành với em Black Rouge A12 và Romaine 20 Dark Coconut. Kiểu mình thấy hai màu này nó rất là dễ xài luôn á, màu da nào cũng hợp. À thôi, bắt đầu văn nghệ mở màn rồi nè. Yay, và bây giờ là 5 giờ chiều rồi mọi người ơi. Ui, mình thích cái style này quá, nhìn dễ thương quá nè. Buổi chiều thì trời cũng mát mát, đỡ nóng hơn rồi. Trời Sài Gòn mà được như Đà Lạt chắc mình mặc kiểu này hoài luôn á. À, tự nhiên trường trang trí nhiều cái nhìn thấy vui quá ta. Đúng lúc mình định về thì ở trường đang có mở mấy gian hàng cũng dễ thương, nên là mình tấp vô. Được uống thử ly bò cụm nè. Bên đây thì Life Fanpage sẽ được tặng một túi quà, ở trong có hai gói mì. Nhìn xinh quá ha. Nguyên ngày hôm nay thì đa số mình tặng ở trường không à, bây giờ thì về nhà thôi. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem, yêu mọi người nhiều lắm. Bye bye. Đây là mã giảm giá nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cách dùng mã. Mọi người vào Shopee bấm tìm kiếm như mình nè, nó sẽ ra dòng chữ đầu tiên 50%. Mọi người bấm vào nó đó, thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây có bao nhiêu mã thì mọi người nhớ bấm lưu hết luôn nha. Lướt lướt xuống dưới cũng còn thêm mấy mã nữa, cứ lưu hết đi, không có sao đâu. Xong rồi sau đó thì mình sẽ chọn những món đồ cần mua, rồi mình bấm vào đặt hàng như bình thường. Rồi mình kéo xuống kiếm phần voucher của shop để dùng mã nè. Ở đây thì nó sẽ hiện lên mấy cái mã mà mình đã lưu. Mọi người cứ chọn xem cái nào mà nó giảm được nhiều nhất thì dùng cái đó nha. Rồi mình kéo xuống thêm một tí nữa, kiếm thêm phần Shopee voucher để áp thêm mã giảm free ship. Đây, sau khi mà mình bấm free ship rồi thì đây sẽ là giá cuối cùng mà mình sẽ trả. Tổng cộng thì mình đã tiết kiệm được 50,8 ngàn.